Sau Chrome OS và Android, hiện Google đang nghiên cứu hệ điều hành mới mang tên Phúc Ear. Tuần trước, một số video giới thiệu Phúc Ear đã được tải lên YouTube. Không chỉ có vẻ ngoài đặc biệt, các loại bàn phím như Sojourner, Mother 01 hay Truly Ergonomic còn được thiết kế tạo cảm giác thoải mái cũng như đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.